phát triển kênh của mình thì như thường lệ quán của mình sẽ bán vào chiều thứ Bảy nha. Hôm nay đã tới ngày bán này nè, mình nhận được rất là nhiều yêu cầu của khách hàng á, là kêu mình tuần này á làm đồ chiên để mà bán đi Phương. Cho nên hôm nay mình sẽ làm theo yêu cầu của khách hàng, đó chính là làm đồ chiên nha các bạn. Chiều nay bé chị em sẽ bán 5 món chiên nha các bạn. Đó là tôm viên nè, bò viên, cá viên, phô mai que, hot dog. 5 món này mình sẽ ăn kèm với tương ớt với mayonnaise là hết sảy luôn đó. Đúng rồi đó, mấy cái món đó các bạn nhỏ rất là yêu thích luôn. Trong đó là có mình nè, anh chị bé heo luôn nha. Đúng rồi, hôm nay thì chị Thảo bị bệnh nữa các bạn ơi, cho nên không có tiếp với chị em mình được. Cho nên chỉ có mình với chị bé heo bán thôi nha. Thì để tiết kiệm thời gian thì hai chị em mình cũng đã mua nguyên liệu sẵn rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ soạn ra rồi bắt đầu làm thôi. Rồi bây giờ mình để cái viên chiên lên đây đi. Sau đó mình sẽ hớt cái viên chiên rồi đổ vô mâm. Hai chị em mình xỏ sâu nè. Ok luôn. Vậy là mình đã đổ cái viên chiên ra xong rồi đó. Bây giờ hai chị em mình tranh thủ xỏ xiên đi chị heo. Sau đó mình còn soạn nhiều đồ nữa, tại vì hôm nay có hai chị em mình nè. Ok. Rồi, bây giờ mình xỏ xiên nè. Vậy là mình đã xiên cái viên chiên xong rồi nè các bạn. Sau đó thì mình sẽ soạn đồ lên kệ nha. Soạn đồ xong rồi mấy chị em mình dọn bạn luôn Phương ơi. Không phải hồi hai chị em mình là không kịp đó. Dạ. Vậy là mình đã chuẩn bị xong rồi đó các bạn. Bây giờ thì cũng đã sắp tới giờ bán rồi. Thành ra mình soạn bàn ghế tiếp theo ơi. Okay. Rồi đó chị bé heo ơi, bây giờ chị để cái đá vô thùng đi. Okay. Vậy là mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn luôn nha các bạn. Chừng nào khách đến thì mình sẽ bắt đầu bán thôi. Á Tiên tới rồi kìa Phương. Á Tiên tới rồi kìa. Tuần này chị bán 5 loại đồ chiên, có 20k một phần à. Cưng lấy mấy phần Tiên? Chị làm cho em 3 phần đi chứ không? Rồi con ra bàn ngồi đi, chị làm chút xíu là có liền. Dạ. Đứa uống nước chút đi nha, rồi đồ ăn xíu sắp chín rồi. Chiên lẹ chị heo ơi, em nghe một hôm là chị hết nổi rồi đó. Được rồi, từ từ đi. Rồi xong mình đã chị bé Heo, chị xịt tương ớt với mayonnaise lên đi. Ok. Cá viên chiên ra tới nè. Rồi mừng Phương nha. Rồi mấy đứa ăn ngon miệng nha. Quá trời thơm luôn. Ăn thử đi Đạt. Ok, cái này em bán ha. Em phần á, đổ sẵn chân luôn. Một phần có 20.000 à. Rồi bây giờ chị gọi bạn đi. Thôi chị Heo ơi, hôm nay em thấy mới biết hôm nay mình bán cái viên chiên nè, cái nguyên một shop tới luôn kìa chị Heo. Hôm nay bán đồ chiên hả Phương? Đúng rồi, hôm nay tao bán đồ chiên nè. Hấp dẫn vậy. Bởi vậy tao kéo nguyên cái shop lại luôn á. Đúng rồi, cái này là tao bán một phần vậy nha, một phần có 20.000 à. Rồi cái này có bao nhiêu phần vậy, gì mà nhiều vậy hả? Vậy lấy 9 phần đi, tổng cộng hết 9 đứa luôn đi. Ok, giờ ngồi bàn đi. Bữa nay khách chị đông mà có 2 chị em mình bán sao kịp đi. Chị trai đến kêu mẹ xuống đây bán tiếp cho. Ok, chị kêu đi chị Heo. Mẹ tiếp cho Phương dạ dạ đi chơi tiếp con nè, khách đông quá chừng luôn á. Là gấp cho nè, con đứa Phương canh nha. Dạ. Rồi đây, cá viên chiên ra tới này chị Tú. Này sầu riêng. Rồi còn thằng đứa nó ăn đủ. Mình thấy hấp dẫn quá ha chị Tú. Hấp dẫn thiệt, mấy đứa ăn đi. Dạ. Nè. Đó. Rồi chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Này bạn món gì Phương? Đồ viên chiên hấp gốc để không ai quay anh đại. Rồi, ngồi chung này giá tiện không? Rồi, giờ bạn ngồi đi. Cái này em bán theo phần á, một phần là 20.000. Rồi, cho anh một phần đi Phương ơi. Rồi, em không có cần chiếu. Ok. Đồng bài nó không biết giàu. Cái viên chiên ra tới nè. Đó. Rồi bạn này trước đi, bạn kia từ từ nha. Ồ, hấp dẫn quá. Chấm thử rồi. Nước của mấy đứa tới nè. Rồi ăn ngon miệng nha. Rồi nước tới nè. Rồi mọi người ăn ngon miệng nha. Công nhận quán này chu đáo ghê thiệt. Đây là những phần cho bạn anh Đại này các bạn. Hôm nay anh Đại có tới ủng hộ mình nữa nha. Chị bé Heo ơi. Đây phần bàn cưng này ngọt. Cuối cùng cũng được đã ăn. Ôi công nhận món này hấp dẫn thì hay mấy. Này chú con. Món này ngon thiệt luôn á. Hôm nay chị bán luôn cái gì? rồi. Rồi cá viên viên ra tới rồi nè. Có món nè. Rồi mọi người ăn ngon miệng nha. Rồi lâu lắm rồi mới ghé tiệm của Tiểu Phương. Công nhận nè bán món cá viên viên luôn. Hấp dẫn quá. Ăn đi Phương ơi. Dạ. Món của chị Phương là hấp dẫn quá bạn ơi. Để mình cảm nhận thử. Đó, nước ra tới luôn rồi nè. Ở bên ngoài thì giòn, bên trong thì béo. Ăn đúng rồi đã thì vừa ạ. Ngon hả bác? Ngon, ngon. A place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us falls under our face. I can't hold on. I can't remain so strong. We have the same old bond, but everything's gone. Ê Phương tính tiền tao Phương. Rồi ra đi. Bạn của mày làm 80.000. Rồi, đây đây. Ủa sao hôm nay về sớm vậy? Thôi tao có công chuyện nè. Giống vậy. Ok, vậy thôi bye bye nha. Ăn đi nha. Ăn về trước. Hôm nay bán gì Phương? Hôm nay quán chị có bán cái gì riêng cái gì? Chị lấy cho tôi 3 phần đi. Rồi ok, để chút xíu nha. Đây, cá viên viên của bạn ngon ra nè. Chúng ăn ngon vậy nha. Cơm thì ăn viên đi Thắm. Con nhận vừa miệng ghê hả Viên? Tiền cho anh luôn đi Phương ơi. Rồi bàn của anh là 20.000. Rồi tính phần của con Phát luôn nha. Rồi tính luôn phần của con Phát là 40 anh ơi. Rồi anh tính phần em luôn hả? Em cảm ơn nhiều nha. Rồi vậy mấy ơi. Ê, người ta về hết rồi, mình cũng ăn xong rồi tính tiền đi. Phương ơi tính tiền mà tôi. Rồi rồi. Đàn ông là hết 60.000 nha. Ok. Đây 60 đủ nha. Rồi đi đây. Rồi cảm ơn nha. Mai mốt nhớ ghé ủng hộ tôi nha. Ok bye bye. Bye bye. Rồi dọn bàn này chị Heo ơi. Okay. Hôm nay các bạn mình bán món chiên này nè, phải nói rất là đông khách luôn. Mà có 2 chị em mình làm mà bán không kịp luôn các bạn. Mà chặt chị Thảo bị bệnh nữa, đâu có tiếp 2 chị em mình được đâu. Hên á là có mẹ xuống tiếp mình á. Thôi bây giờ khách cũng hết rồi, bây giờ mai chị em mình dọn dẹp đi về nghỉ nữa, chị mệt rồi đó. Dạ, thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn thích video này của mình, hãy đăng ký, một like, bấm vào chuông để nhận được video sớm nhất từ kênh của mình. Còn bây giờ thì bye bye.